Thật ấn tượng khi 7 cầu thủ xuất sắc mang về huy chương vàng Olympic 2024 cho U23 Tây Ban Nha đều được đào tạo từ lò La Masia, lò đào tạo trẻ lừng danh của Barcelona. Thành công của U23 Tây Ban Nha không chỉ là niềm tự hào của cả quốc gia mà còn khẳng định giá trị của La Masia trong việc sản sinh ra những tài năng bóng đá hàng đầu thế giới. Các cầu thủ như Ferman Lopez, Alejandro Bo và Lamine Yamal không chỉ góp phần vào chiến thắng mà còn chứng tỏ rằng La Masia vẫn luôn là cái nôi sản sinh ra những ngôi sao sáng giá. Với việc giành huy chương vàng này, lò La Masia lại một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá thế giới, là nơi nuôi dưỡng những tài năng bóng đá thực thụ, giúp Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bóng đá châu Âu và thế giới.